Chào mừng các bạn đến với kênh Review Sức Khỏe Mỗi Ngày cùng HCT. Chuyên trách của mình đây là Bermos, Roxavan Show và Metal. Tưởng chức năng hỗ trợ tuyến tiền liệt của Úc với thành phần được chiết xuất từ cây cò mùn, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt, từ đó giúp duy trì và tăng cường sức khỏe nam giới về cả thể chất lẫn tinh thần. Và bây giờ mình sẽ review bên ngoài của sản phẩm. Màu chủ đạo của Bermos, Roxavan Show và Metal được dán thông tin bên ngoài là màu trắng và màu xanh đá. Đó là sản phẩm được làm bằng thủy tinh, màu nâu rất chắc chắn, trang trọng và lịch sự. Đây là tem phụ của sản phẩm, bổ sung thông tin bằng tiếng Việt, có thông tin, thành phần, công dụng, cách dùng và lưu của sản phẩm. Đây là mắt vạch của sản phẩm, và bên dưới là hạn sử dụng của sản phẩm. Và bây giờ mình sẽ mở nọ để xem uống bên trong nhé. Một nọ 120 viên và uống bên trong là viên mang mềm rất dễ uống, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt và duy trì sức khỏe nam giới, cả thể chất lẫn tinh thần. Thành phần có trong viên uống hỗ trợ tuyến tiền liệt Bermos là cây cọ lùn 1600 mg. Cây cọ lùn được sử dụng phổ biến hỗ trợ tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt và giảm các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt. Một số nghiên cứu cho rằng cây cọ lùn có thể cải thiện lưu lượng nước tiểu và giảm đi tiểu đêm. Với thành phần trên thì viên uống có công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe tuyến tiền liệt, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ giảm các triệu chứng liên quan đến tuyến tiền liệt, giúp trung hòa axit và giảm các gốc tự do gây hại cho cơ thể, giúp tăng cường sức khỏe nam giới về cả thể chất lẫn tinh thần. Và nội dung sử dụng viên uống hỗ trợ tuyến tiền liệt Bermos là nam giới trưởng thành gặp các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt, nam giới muốn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sinh sản một cách toàn diện, nam giới hay tiểu đêm và bị phì đại tuyến tiền liệt. Một lọ 120 viên và được khuyến cáo cách dùng theo: để uống 2 viên, mỗi lần uống 1 viên trong bữa ăn. Và lý của sản phẩm là người đang điều trị bệnh chỉ được sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Sản phẩm có chứa sunfit, bảo quản hơi ráo tránh sáng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì Bermos, Roxavan, Sol, Parvital là dòng chức năng không phải là thuốc, do đó mức độ hiệu quả nhanh hay chậm này thuộc vào cơ địa của mỗi người. Để tư vấn thêm về sản phẩm, vui lòng liên hệ đến hotline bên mình 0978 96 256, hoặc truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Video review đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy cho bên mình một like và một subscribe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video review tiếp theo.